Nếu các bạn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Bây chứ cần ghi chữ kingrob, đây kingrob.com là ra cái shop nha mày. Đó thì trong shop thì có robot bằng rúp này, rút robot bằng rúp nè, và mua robot siêu rẻ nha mày. Thì các bạn nhớ ủng hộ shop nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào bạn ha. Chào mừng các bạn đến channel của mình là Nê đây. Và hôm nay thì mình sẽ qua một tựa game, nói chung là Thủ Thành cực kỳ mới ha bạn. Thì cái game Thủ Thành này cũng có gì siêu anh hùng nha bạn, các bạn thấy không đó. Có siêu anh hùng nè và có luôn anime nha bạn, đó là siêu anh hùng trong Marvel các bạn. Kết hợp với lại các nhân vật trong phim anime các bạn thấy không? Giống như Naruto kìa, Goku kìa. Còn này là Superman nè. Này nữa. Như Superman là vào trong Marvel đó bạn. Đó. Nói chung là trong chiêu siêu anh hùng thôi bạn. Chứ là Marvel là không có chung được, tại Marvel là chỉ có nói chung là sao ta, mình cũng không nói sao nữa. Còn Superman là bên bên cái gì ta? Cái gì đó. Cái gì mấy mấy người có siêu năng lực các bạn, siêu năng lực bất thường á, trong Wonder Woman này, nói chung là một bên là bên Marvel, bên là như là DC gì đó bạn, không có rành nữa. Đó thì mình chỉ coi phim, mình biết mấy siêu anh hùng vậy thôi bạn, chứ mình cũng không có rành gì mấy cái hãng hay gì nữa bạn đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi với lại một số nhân vật bạn, thì mình mới chơi cũng chơi sơ sơ các bạn, để mình chơi thử á, thấy cũng khá cũng cũng được, nhưng mà cũng hay đó chứ, cũng đâu phải là tệ lắm đâu đó. Mình level 41 như bạn, thì mình có được Goku nè, chi này Robin đó bạn, đệ của Batman nè, hay đi theo Batman á, Iron Man này, này Wolverine nữa bạn, đó người sói á. À, rồi mình vô ha, mình đi cái đầu tiên City nha bạn cho dễ. Rồi vô tele để coi coi trong này Goku mạnh như thế nào nhé bạn, khi Goku trong siêu anh hùng coi Goku mạnh như thế nào nhé. Goku gì đây, hay Goku thường các bạn, tại Goku các bạn thấy nãy á như bốn mấy phần trăm lần, Goku mà cho tới bốn mấy phần trăm luôn á, mà mấy siêu anh hùng thì lại có 2-3% bạn thấy không. Thì lên tựa game này thì ưu tiên cho siêu anh hùng hơn nha các bạn. Mình chỉnh là hát nha bạn, tại vì mình đi được có hát nè, đi đây đi không nổi là, còn mấy này thì dễ quá đó, cái hát này là trung bình nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt Goku ra trước nha bạn. Ồ, Iron Man luôn nè. Ồ, đặt Iron Man là Goku ra. Không, mình đặt Goku trước đi các bạn, tại Goku mình biết biết hơn đó, tại vì mình có chơi Goku nhiều lần đấy bạn. Thì cái trong này các bạn biết hay là cái gì không, thì trong game này thì có nhiều cái lại hay hơn, lại hay hơn trong cái online nha bạn. Không phải ý mình là không phải là so sánh từ game này hay hay dở các bạn, kiểu kiểu hay hơn. Thí dụ bạn thấy nè, có cái chữ auto skip kiếm này bạn thấy không, bạn chỉ cần nhấn vô là tích tích vô thôi nè, đó là auto skip kiếm cho mình á, đỡ phải mình phải tự bấm mấy bạn. Tại lúc mà trong on sao tower defense đó, on star đó đó, thì các bạn lúc mà bán là dừng, mấy con bán là dừng hay là bướp đam, mấy bạn đâu có bấm nét liên tục được đúng không đó, bạn phải bướp xong mới bấm nét, hoặc là bấm nét xong rồi mới bướp là nó hơi lâu xíu đó. Nên nên cái tựa game này khắc phục được cái điểm đó bạn, là có auto nét cho mình rồi đó bạn thấy không, đó đỡ lắm đó chứ. Mà Goku này có bắn lan luôn kìa, ghê vậy. Ôi vẫn có con qua kìa, ý da. Ui vẫn có một con qua, không sao, mình sẽ xài Wolverine nha bạn, cào nè đó. Trong này đánh nhanh lắm nha bạn, có 1,2 giây nè, 63 đam, còn Goku như đây. Goku là mình nâng tới 4 nha bạn, trong này thì không có cho ăn các bạn, không có cho kiểu ăn mà lên level 80 như on Star ha. Mà trong này là từ từ, cái tựa game này tên gì quên rồi, gì đây, Ultimate Tower. Đúng rồi, Ultimate Tower Defense các bạn. Đó. Mình đọc hơi cùi xíu vậy, tại mình đâu có thành tiếng Anh đọc đó. Nói chung là gì, Ultimate Tower Defense các bạn đó, đọc vậy cho dễ. Đó. Từ từ để mình đặt thêm một Goku nữa nha các bạn. Goku trong này bắn lan luôn, quá đảo rồi đó bạn thấy không? Trưởng phát lan luôn. Thì trong tựa game này thì không có tiếng nha bạn, thấy không? Mình bật tiếng lên luôn nè, mà không có tiếng trưởng gì luôn á, không có tiếng gì đó. Chỉ có tiếng là đó, tiếng đi là với tiếng nâng cấp lên nha bạn. Các bạn lúc mình nâng cấp thì nghe cái tèn tén lên đó bạn, nâng cấp thôi đó. Rồi để coi Goku thì mình nói đó, không cho ăn nha bạn, thì mấy bạn mà kiếm nhiều Goku á thì có thể ghép lại, như hai Goku ghép lên được hai xa hai bậc hai đó bạn, đó cái ghép lên bậc 3, cái mình ghép Goku lên được bậc 4 các bạn, thì chỉ có tăng đam thôi chứ cũng không có tăng nhiều nha bạn đó. Rồi à, cái hay trong game này mình muốn nói nữa là có thể nâng cấp được cho nhau luôn nha bạn đó, nâng cấp được cho nhau. Thí dụ như là mình đặt con Goku về đây đúng không, mình thí dụ mình không đủ tiền ngàn mốt đi, mà thí dụ thằng bo đi, thằng bo nó đủ tiền, nó đủ ngàn mốt nha bạn, thì con quái trâu quá bắn không nổi á, thì thằng bo có thể vô lấy tiền của mình nha bạn, nâng giùm mình luôn đó. Rồi mấy con bo giống như rẻ rẻ thì mình nâng nâng lại giùm nha bạn, nói chung là mình lấy tiền của mình để nâng giùm người khác á, là mình mất tiền á đó. Đó kiểu đó cũng hay đó chứ bộ, các bạn cũng chiến thuật lắm đó chứ đó. Cái đó là thêm một cái hay nữa bạn.
nên mình cũng mong là bên Tower Defense mày ra cái chế độ mà kiểu cho kiểu giùm giùm mày, không 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 nâng giùm cũng được nhưng mà kiểu cho xài kỹ năng đặc biệt giùm á, giống như có một người mà giùm không kịp các bạn, nó như quá vô tới đây đi thì người đó sẽ bán con giùm, nó sẽ đi tới đây giùm đó, đi tới đây giùm thì mấy con trên sẽ hồi mà không giùm được các bạn đó, thì mình cái người thứ hai á nếu mà được giùm giùm bạn đó chỉ cần bấm giùm giùm thôi đã lắm á, thì cái đó là mình chỉ mong Onta ra thêm các bạn đó, với lại cái auto skip này nè, cái đó là tính năng hay đó chứ, nên mấy cái hay thì nên học hỏi với mày chứ mình không có tính, không có nói so sánh game dở hay, hay ha, thì mình chỉ muốn thêm mấy cái tính năng này các bạn để cho game nó kiểu là tốt hơn các bạn, chứ mình không có ý gì hết nha. Đó các bạn thấy không, với lại trong này nè các bạn thấy không, chưởng một cái là có tiền nha các bạn, chứ phải không cần phải tiêu diệt quái mới được tiền nha các bạn xem đó, chỉ cần nè đó gây đam là có tiền rồi, nên không cần tiêu diệt cũng có tiền nha các bạn, là không cần phải tiêu diệt xong quái á, quái đai xong rồi mới có tiền đâu, cái này chỉ cần chưởng mới có tiền luôn. Rồi Uku bậc 4 này nè, ô trong này có sao nè các bạn, hiện sao sẵn luôn nên khỏi phải để vô coi bao nhiêu bậc các bạn. Rồi hiện tại 500 đam 20 tầm và 2,3 giây nha các bạn, Uku trong này có 2,3 giây nha, mà trưởng lan luôn nha các bạn, trưởng đã đó chứ các bạn thấy không, trưởng lan nha. Đó bây giờ mình auto skip được rồi nè, Goku phải cuối là nghiện chính nha các bạn, từ từ để mình nâng, từ từ Iron Man coi làm gì nha, để coi Iron Man làm gì đây, trời ơi Iron Man 1,2 giây nha các bạn, bắn có một mục tiêu vậy, trời đất ơi Iron Man nó có một mục tiêu à, trời đất ơi Iron Man kìa chán vậy, trong phim Iron Man gánh tem các kiểu mà kỳ vậy ta. Trong này chỉ có Goku thôi bạn, Goku gánh tem, còn người sói thì mình để đây chút thủ cuối nha bạn, trong này auto skip tới 30 quay luôn nha bạn, đó tới 30 quay đó, thì thủ trong này thì mình thấy cũng ổn nha bạn, đó cũng cũng ổn đó, nhưng mà đặc biệt có skill các bạn, cái mấy cái chiêu thức á thì có một vài con hơi giống nhau thì skill cũng không có chỉnh chu hơn, không phải gọi là không có chi tiết hơn giống như bên Onita nha bạn. Rồi mình nâng cuối nha, ý nâng cuối thành blue nè, ý nâng cuối thành blue nè bạn, ui ghê vậy, trời chưa gì cho vô cho Goku dễ quay ra nhất lên blue luôn hả, vãi gạt mình. Độ 1000 đam 23 giây, 1000 đam nha bạn, vãi thiệt 1000 đam nữa chứ, 1000 đam luôn mới ghê chứ. Wow, ô đặc biệt trong này không cho Shisaya ta, không có Shisaya 2, Shisaya 1 gì hết, nên tự nhiên nhảy phát lên Goku Blue luôn các bạn, vãi thiệt chứ. Rồi để mình nâng thử Iron Man coi có gì hot không nha bạn nè, à giảm còn 0,9 giây nữa bạn, bắn liên tục luôn có 200 đam mà 0,9 giây, ồ có 200 đam vậy, chán vậy. Trời nhìn Iron Man bắn cái trời hả, xíu xíu xíu, rồi 1,900 là mình nâng lên nữa nha, 400 nha bạn, vậy là nâng máy là 400 đam mà bắn có 0,8 giây nha bạn. Con Iron Man này kiểu giống dồn đam hơn các bạn ơi, dồn đam thôi à, chứ đam không có to đó, kiểu như đặt năm đặt một đống con mấy bạn, đặt một đống con dồn như một con boss á, để lát hồi cũng ra boss mà mấy bạn. Thôi nhưng mà mình nghĩ Goku vẫn tốt hơn các bạn ơi, Goku đánh lan AoE đó thấy không, dưỡng AoE luôn đó, giỡn đó. Iron Man rồi, còn người sói này chỉ đứng cào thôi các bạn ơi, đó chỉ đứng cào vậy thôi nè, đó thấy không, đứng cào 1,2 giây. Nhưng mà đam mấy con này đam đánh nhanh nhưng mà đam thấp nha các bạn, không có to. Còn Goku thì đánh 2,3 giây hơi lâu xíu nhưng mà đam rất là to luôn. Chứ đánh nhanh nữa ai chơi đúng không các bạn? Trời. Đó, trưởng. Trong này cũng có code nha các bạn, code thì các bạn có thể lên wiki á, ghi cái tên game này ra nè, xong rồi các bạn ghi thêm chữ code đằng sau thôi. Tại code game này là một đống luôn các bạn, mình không có biết code nào còn xài được nữa, không biết hôm bữa là mình ui đó boss ra đây mày, đó boss ra nè, đó boss ra, boss đó chết rồi, không đủ tiền rồi, bắn nổi Goku làm được không, mình tin tưởng Goku nha mày, đó Goku đó bạn thấy chưa, auto skip quay nó đã không, mấy bạn không cần làm gì hết, mấy bạn chỉ cần đứng gấp thôi đó, chứ không cần phải bấm nét liên tục, nên nó hơi nó đỡ khổ hơn xíu. Rồi cái tựa game này cái code trời ơi, nó nhiều lắm mấy bạn. Nhiều lắm nên mình không có biết nha các bạn. Đâu rồi cái code hôm bữa mình coi đây. Các bạn chỉ cần lên cái trang này đó, các bạn ghi cái trang Roblox là Ultimate Tower Defense nè. Các bạn nhớ nha, của gameplay nha, thì các bạn có thể tìm cái chữ gameplay á, xong rồi các bạn nhấn vô cũng được. Thì code trong này nó quá nhiều các bạn, nên mình không biết code nào còn xài được hay không nữa. Các bạn ghé xuống nè. Bây giờ hôm nay mình dịch qua tiếng Việt đây các bạn nhìn nè.
Trời ơi, có dài một đống vậy rồi mình biết code nào sai hướng. Hôm bữa mình nhập là nhập gần hết nha mày, hình như có mấy cái code mà kiểu mở mấy cái line nữa mày. Đó, mấy cái line này thì nhập nhập không được nè. Đó, mấy cái line này hình như hết hẹn nữa mày, đó. Còn như như dập được hết á, đóng luôn á, mình không có nhớ nữa, thì các bạn nào muốn code á thì nhớ vô vô cái gì ta, vô gì thì quên rồi. À vô wiki nha bạn, wiki mấy bạn ghi code ra chứ mình cũng chả biết cái nào nhập được nữa, chứ mình ghi hết cái này ra cho các bạn, có vài cái không nhập được á thì các bạn lại hỏi các bạn sao nhập không được á, kiểu kiểu vậy. Nên các bạn lên wiki nha. Lên wiki rồi nhập vô. Rồi. Giờ mình sẽ đặt thêm cô cuông nha bạn. Trong này là chỉ đặt hình như là đặt được mát mỗi loại có 5 con thôi nha các bạn. Mỗi loại 5 con thôi. Giống như Goku mình đặt được có 5 con thôi nè, mình đặt hết 4 con rồi nè. Lát không cho đặt nữa. Đó. Chưa gì tới quay 19 rồi nè, nhanh đó chứ. Đến liên tục đã đó chứ. Con dần này bóp tiền đó mày, con ông già này bóp tiền nè. Nhưng bóp không nhiều luôn á. Tại vì không có nhiều luôn mày, tại vì tiền nâng thì không đủ, quá trâu quá mày. Đó. Quá trâu quá mấy bạn, không nâng thì không đủ cho quái mày, chỉ có khi mấy bạn dư giải mình này đó. Hiện tại là mình thủ quá ổn rồi nè, đó nên mình mới đặt ông này ra được á. Mà tiền ông bút cũng không có nhiêu đó, tiền nâng cả đống luôn mà lần ông bút. Mấy bạn thấy nãy giờ mình nâng 5 lần ông quá trời tiền luôn, coi bút nhiêu nha. Mấy bạn coi nè, nét quay xong bút nhiêu nha. Ơ bút có 400 mấy à. Trời ơi. Nó quá lâu. Hả? Mình không biết có ông có ai bút tiền ngon hơn không, nhưng mà ông này bút phải mấy bạn phải kiểu dư giả lắm kìa mới đặt ổng được á. Đó, chứ mấy bạn mà chứ lúc đầu thủ không nổi mà đặt ổng ra trước á là toang luôn mấy bạn ơi. Bên Onta là có một con mạnh là các bạn có thể để thủ từ đầu tới cuối luôn, các bạn cứ đặt Buma đúng không, còn trong này không được đâu, khó lắm. Đó, quái chạy nhanh lắm mày, đó quá nhanh vậy đó, nhanh lắm luôn á. Đó, có nhiều con nhân vật khác nữa bạn, giống như có con như con mà nhân vật hiện xịn nhất là Thanos nha mày. Trên bên siêu anh hùng á, Thanos tại như Thanos như có 0.1 giây à, đó cái game làm có 0.1 giây rồi quánh chừng nào quay chừng nào ra, phải thiệt sự. Thanos 0.1 giây nữa chứ. Đó, rồi Iron Man bắn ổn nha bạn. Nói chung là có Goku bánh tem hết đó bạn ơi, chứ Iron Man cũng không có ổn lắm đâu. Đó, giờ ra mấy con này châu châu này, con này kiểu giống Robin đó bạn, Robin tàng hình đó, châu lắm. Rồi, giờ nâng cấp lên để mình ráng mình thử để dành một đống vàng nha mày. Trong này không có tính bằng kim cương nữa mà tính bằng vàng, đống vàng thôi, mình quay thử Thanos coi. Chứ Thanos khó ăn quá, có 0.1% mà quay chừng nào ra. Rồi người sói nâng mát là ui người sói nâng mát tới 1.200 đam nhé bạn, 0.8 giây 1.200 đam nữa. Ui con này một tiêu nhé bạn, đánh một mục tiêu rồi nhưng mà kiểu dùng đam nhanh đó bạn, dùng mấy con boss nhanh lắm luôn á đó, bạn thấy không, 1.000 đam chứ giỡn, cao 0.8 nữa chứ ghê vậy, được á nhờ. Nhưng mà cái tầm đánh hơi nhỏ các bạn, tầm đánh hơi nhỏ vậy thì mình nghĩ là đó. Mình nghĩ lúc mà đi ra khỏi tầm á thì Iron Man bắn dẫn hơn nha bạn, Iron Man tại bắn rộng hơn mà. Bắn được nguyên của đường dài, còn Wolverine này á đi qua cái là hết cào chúng à. Nên mình nghĩ Iron Man dẫn tốt hơn. Rồi giờ mình đặt thử bao nhiêu bút tiền nha bạn, con được nhiều. Chán lắm, bút chán đó bạn ơi. Các bạn thấy không? Lần 400 đi, năm ông là 2.000 tiền. Đó, năm ông 2.000 tiền mà lúc mình nâng lên á, giờ sắp hết quay luôn rồi nè. Ổng ra cũng nổi chứ. Ôi bạn thấy cô trưởng không? Các bạn mà để nâng mát xong để chịu chỉnh thành sự chó của bạn là trưởng 5 luôn á. Trưởng trúng 5 con luôn các bạn. Này 3 con nha, chưa nha nè. Ôi bạn thấy không? Trúng hết luôn á, đã lắm. Nói chung là trong cái tầm thôi là trúng hết luôn á, đã lắm các bạn ơi. Thôi thấy không? Ôi mấy con này trâu thật sự. Rồi nâng ổng lên nữa đi, rồi. Được rồi đó. Hên có Goku bánh tem đó chứ thôi cũng toàn. Rồi con Goku cuối nha bạn, hình như quay cuối rồi nè. À boss nè bạn, boss là Joker. Wow, Joker. Trời ơi Joker kìa, nhìn kìa. Trời ơi Joker cũng toàn luôn bạn ơi. Ngon. Rồi. Vậy là hoàn thành rồi nha bạn. Ôi tự nhiên chơi xong lên nhạc, trời ơi trời. Vãi, bình thường không có nhạc, chơi xong nhạc lên một đống luôn bạn. Đó, rồi thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha bạn. Thì mấy bạn nào mà thấy tựa game này được á thì các bạn cứ vô chơi ha. Thì đối với mình thì game này cũng hay, mấy bạn cũng được luôn nên không sao hết. Mình sẽ cố gắng mình để dành mình lấy Thanos Tema. Thì các bạn nào muốn mình chơi game này ủng hộ mình á thì cứ để lại một comment ở dưới ha, để xem mình có nên tiếp tục làm game này không ha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bye bye.